Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm giỏ hàng ha, thêm giỏ hàng một cái sản phẩm bất kỳ vào giỏ hàng ha. Thì sau khi mình đã có giỏ hàng rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thêm giỏ hàng ha, các bạn. Các bạn sẽ quay lại cho mình cái trang sản phẩm là trang chi tiết á. Ở đây các bạn sẽ cho mình trong cái file main, các bạn sẽ cho mình thêm giỏ hàng. Thì cái file này nó sẽ xử lý việc thêm xóa sự xóa giỏ hàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm giỏ hàng, mình ghi cái file đó ra .php. Mình sẽ gửi ID của sản phẩm. Thì ID sản phẩm thì sẽ bằng là gì bạn? Bằng Echora Pro chi tiết. Rồi, đây mình sẽ để là giỏ hàng. À, Pro chi tiết là ID sản phẩm chứ. Rồi, ha. Bây giờ mình sẽ thử nè, thêm nhỏ hàng, ok, vào thêm nhỏ hàng chấm bếp ID sản phẩm ha. Bây giờ thêm nhỏ hàng này trang không tìm thấy, was not found. Từ index phần main, từ phần main index phải vào pages ha. Mình sẽ thử vào pages, sau đó vào main. Rồi, thêm giỏ hàng ha. Đó. Đây. Thì các bạn sửa lại cho mình cái đường dẫn là từ trang index nè, vào lại pages ha, vào main, sau đó vào thêm giỏ hàng dựa trên ID. Thì bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình sẽ là nếu gì cho ra thử dollar get ID sản phẩm ha. Rồi mình tự in ra thử ha, là 11 các bạn, không xác định được ID sản phẩm. Rồi, ok, 11 ha. À, coi như là mình đã gì? Đã dẫn đường dẫn tới thêm giỏ hàng thành công. Thì để thêm giỏ hàng thì mỗi sản phẩm thì sẽ được lưu vào section ha. Ví dụ như mình thêm giỏ hàng này thì cái sản phẩm này nó sẽ lưu vào section ha. Thì cứ thế mình lưu những cái sản phẩm mà đã thêm vào một cái section ha, một cái giỏ hàng thì nó sẽ chứa trong một cái section ha. Thì ở đây các bạn sẽ mở cho mình là session start lên ha, mở cho mình session start lên. Sau đó các bạn sẽ include cho mình cái cơ sở liệu mình vào. Thì từ cái thêm nhỏ hàng này mình đến vào cơ sở liệu á, thì mình phải gì các bạn? Mình phải ra main đúng không? Sau đó mình ra thêm một là pages đúng không? Thêm một trang pages và min cb nè. Sau đó vào config, lấy file config. Ok ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ cộng sản phẩm lên dựa trên gì? Dựa trên ID đúng không? Nếu đây là thêm giỏ hàng nè, thêm nè, trừ trừ sản phẩm nè ha, thêm và trừ sản phẩm nè, xóa sản phẩm nè, trừ số lượng chứ, đây xóa nè, trừ số lượng. Rồi, và xóa sản phẩm mình sẽ thêm số lượng trừ số lượng, xóa sản phẩm. Rồi tiếp tục là thêm sản phẩm ha, thêm sản phẩm. Rồi thì cái việc update mà số lượng thì nó nằm ở đây ha, thêm số lượng và trừ số lượng. Rồi ở đây mình sẽ thêm sản phẩm trước, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, vào giỏ hàng đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghi như sau cho mình. Nếu mà tồn tại gì các bạn, dollar post gì sản phẩm nè, ở đây các bạn sẽ cho mình một cái name này nữa là thêm sản phẩm, thêm giỏ hàng ha. Nếu mà tồn tại thêm giỏ hàng có nghĩa là có những lúc này nè các bạn đó, thì mình sẽ gì các bạn, thì mình sẽ lấy ID bằng bằng gì, bằng dollar get đúng không? Dollar get
ID sản phẩm. Rồi, hồi nãy là mình demo cho các bạn xem là lấy ID rồi ha. Tiếp tục mình sẽ lấy cái số lượng sản phẩm đó các bạn. Đầu tiên cái số lượng thì ví dụ như ở đây mình chưa có số lượng đúng không? Chưa có số lượng thì mình sẽ set cho nó là bằng 1 ha. Ví dụ là bằng 1 đi. Rồi. Mỗi lần lít á thì là thêm số lượng bằng 1 vào ha. Rồi. Kế tiếp mình sẽ cho SQL bằng mình sẽ chọn sản phẩm các bạn, select. Chọn sản phẩm. Chọn tất cả từ từ gì các bạn, từ table sản phẩm dựa vào ID đúng không, để mình lấy ra được cái sản phẩm where. Điều kiện là gì? Điều kiện là ID sản phẩm. Sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng cái ID đúng không? Sẽ bằng cái ID này. Đó, mình ghi vậy đi ha. Bạn ghi kiểu nào cũng đúng đúng đó. À, ghi kiểu nào cũng được ha. Rồi, đây mình sẽ limit. Mình sẽ lấy ra một sản phẩm thôi ha. Mỗi lần mình thêm chỉ có một thôi mà ha. Limit 1. Rồi, tiếp tục mình sẽ thực hiện là row bằng SQL fit a tray luôn ha. Fit a tray. Rồi, mình sẽ lấy cái config là MySQL nè. Rồi, kết nối với cơ sở liệu ha. Sau đó là thực hiện câu lệnh của SQL để lấy gì? Lấy sản phẩm dựa trên ID. Rồi, tiếp tục là mình chỉ việc cho là cái này URI ha các bạn. Rồi, cái này mình cho là row. Mình sẽ lấy ra số dòng bằng một sản phẩm cho nên là mình ghi đây luôn, không cần phải sử dụng vòng lặp while ha. Fit a tray ha, beta tray. Rồi, nhét cái query vào. Ok. Rồi, tiếp tục là nếu gì các bạn? Nếu row thì mình sẽ tạo một cái gì, cái mảng chứa những cái dữ liệu của mình ha, chứa những cái dữ liệu của mình. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái mảng tên là sản phẩm mới, new product ha. Mảng thì mình sẽ mở cái ngoặc đơn này như này. Không thôi thì các bạn ghi như vậy, bằng attray ha, mảng lòng mảng ha các bạn. Đó, thì mình sẽ nếu mà mình ghi như thế này á thì cái mảng của mình là sẽ đổi thành một cái đối tượng ha, gồm có là gì các bạn. Mình ghi là tên sản phẩm đi. Cái này là cái key và value của nó ha, các bạn ghi theo mình. Tên sản phẩm thì suy ra gì, mình đã có được tên sản phẩm dựa vào gì, dựa vào row này đúng không. Row tên sản phẩm. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có được là first đó các bạn. First mình sẽ lấy tiếp là ID dựa vào là ID sản phẩm pro. ID sản phẩm thì mình có trên đây luôn các bạn, đúc nó xuống đây luôn. Rồi, không cần phải roll chi ha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ lấy số lượng đúng không, số lượng của sản phẩm thì bằng là roll số lượng, cái cột số lượng thôi chứ không có gì cả ha. Rồi, tiếp tục mình cho là giá sản phẩm thì phải bằng là row đúng không, row giá sản phẩm. Rồi, hình ảnh nữa các bạn ha, mình sẽ lấy hình ảnh nữa. Số lượng giá first cái hình ảnh suy ra row. Mã sản phẩm nữa ha, mình sẽ cho thêm vào là mã sản phẩm. Đó, thì các bạn cứ lấy bình thường ha, rồi mã sản phẩm. Sản phẩm rồi. Tên, số lượng, giá, hình ảnh, mã. Như đây đủ rồi ha. Rồi, tiếp tục. Sau khi mình sẽ kiểm tra nếu session đã tồn tại nè, bây giờ mình sẽ kiểm tra nè. Kiểm tra session. Cả session giỏ hàng tồn tại chưa ha, tồn tại. Rồi, có nghĩa là gì, nếu mà mình tồn tại rồi ha, mà và mình thêm cái sản phẩm đó vô rồi thì cái sản phẩm đó chỉ việc tăng số lượng lên thôi ha. Nếu set session dollar session, nếu set dollar session
Ở đây là mình để là card đi ha. Cái session này mình đặt tên là card đi. Thì mình sẽ tính như sau. Còn eo. Còn không thôi ha. Mình sẽ tạo cái section. Mình sẽ tạo cho nó section ha. Eo. Eo section. Card. Sẽ bằng gì các bạn? Bằng cái new product này. Ha. Đấy. Rồi. Đó đơn giản. Dễ hiểu ha. Rồi, nếu mà tồn tại session rồi thì mình ở đây mình để một cái biến file bằng truth đi. À bằng for đi ha. Rồi. Biến file bằng for. Mình sẽ for each. Mình sẽ thực hiện cái hàm for each để lấy ra ví dụ như là nó là một mảng giỏ hàng có 10 phần tử, có nghĩa là nó có session card này nó có 10 cái sản phẩm trong giỏ hàng, thì mình sẽ thực hiện lệnh for each ha. For each này các bạn học về về căn bản thì chắc cũng biết rồi. Thì nó giống như vòng lặp for vậy thôi các bạn ha. Mình sẽ lấy ra từng mảng, lấy ra từng sản phẩm ha, lấy ra từng sản phẩm cho mỗi mảng ha. Add, ví dụ mình ghi là card item đi. Rồi. Card item ha. Đầu tiên là mình sẽ nếu ha, khi nó chạy ha, khi nó chạy thì nó sẽ lấy ID này. Ví dụ như bây giờ mình cứ suy nghĩ là cái mảng này đã tồn tại rồi đi ha, nó tồn tại rồi đi, thì nó sẽ có những cái thành phần mà mình đã khai báo ở đây. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ID. Nếu gì? Nếu cái card item ID, có nghĩa là ID nè các bạn, mà nó bằng bằng cái dollar get ID trên đây. Có nghĩa là khi click vào thêm sản phẩm nè, là sản phẩm 11 nó đã có trong giỏ hàng rồi ha, thì mình sẽ thực hiện như sau. Còn không thôi mình sẽ thực hiện như sau ha. Nếu mà đã có sản phẩm đó đã có trong giỏ hàng rồi thì mình chỉ việc là gì? Mình chỉ việc là tăng cái số lượng đó lên là bằng một thôi ha, tăng cái số lượng đó là bằng một thôi. Bằng cách là các bạn copy nguyên cái dòng này xuống cho mình. Rồi. Thì ở đây các bạn để cho mình là một cái mảng có tên là product, là sản phẩm đi. À, một cái mảng tên là sản phẩm. Các bạn xóa đi cái này cho mình ha. Mặc định các bạn ghi kiểu dày hoặc kiểu dày cũng đúng thôi ha, không có khác gì nhau cả. Rồi. Product này là một mảng ha. Tên sản phẩm các bạn vẫn giữ là cái card item. Bây giờ nó là card item ha. Card item là tên sản phẩm. Rồi, tiếp tục là cái ID. Cái ID của mình cũng là phải là card item luôn. Card item gì các bạn? ID ha. Rồi, số lượng này nè. Thì cái số lượng này bây giờ nó là cái số lượng mà gì? Mà mình sẽ tăng lên một, thì mình sẽ gì, nếu mà tồn tại rồi thì mình sẽ lấy là card item số lượng cộng một các bạn, cộng một, ok chưa ha. Nếu mà mình không có cái thêm số lượng ở đây ha, thì cứ mỗi lần click mà trùng sản phẩm thì cứ tăng lên một cho mình ha. Còn khi mà mình có cái input test số lượng ở đây thì mình sẽ lấy cái input test số lượng ở đây và gì, và lấy cái số lượng card item này cộng cho gì, cái biến mà mình sẽ lấy được số lượng trên đây ha. Đó. Thì ở đây các bạn cứ cộng cho mình là một ha, cứ cộng cho mình là một đi. Rồi mình sẽ tính những cái trường khác sau ha. Giá sản phẩm thì là bằng cả item luôn. Là giá cũ các bạn ha, có nghĩa là nếu mà trùng ID thì nó sẽ forex cái gì? Cái dữ liệu cũ ha, nó chỉ tăng cái số lượng lên một thôi, còn bao nhiêu là dữ liệu cũ hết ha. Đó. Như dữ liệu cũ hết, hình ảnh cũng là dữ liệu cũ nè. Mã sản phẩm cũng là dữ liệu cũ luôn ha. Rồi, ở dưới đây các bạn sẽ cho mình cái pound. Ở đây mình có bị lỗi gì à? Xóa đi cho mình một cái dấu ngoặc này ha. Rồi, pound các bạn đổi cái pound này bằng gì? Bằng truth cho mình. Có nghĩa là đúng ha. Còn không thôi có nghĩa là cái pound này nó bằng false ha, lỗi, có nghĩa là không trùng ha, dữ liệu không trùng. Đó, thì dữ liệu không trùng. Nghĩa là cái ID là không trùng nè, là có không có cái sản phẩm này trong cái gì, trong cái session card, có nghĩa là trong cái giỏ hàng, thì mình sẽ gì, mình sẽ lấy dữ liệu cũ ha, mình sẽ lấy dữ liệu cũ. Product. Rồi các bạn sẽ bỏ cái cộng một này đi cho mình ha, số lượng vẫn là số lượng ha. Đó. Số lượng à,
số lượng phải bằng cái item số lượng. Ở đây mình có số lượng nè, row số lượng cộng 1. Ok, còn thôi là số lượng thì sẽ bằng cái item. À, cái row số lượng nè các bạn phải là điền cái số lượng này vào ha. Chứ không phải là row số lượng. Row số lượng là lấy số lượng trong cái gì, trong cái cơ sở liệu của mình đó ha, có nghĩa là số lượng của sản phẩm á. Đây nè, đó à, không đúng ha, à, số lượng này đó thì mặc định nó sẽ là một ha. Rồi à, cộng một nè nếu mà dữ liệu chung, còn không thôi thì như cái gì new product này thôi ha, chữ khác là cái tên biến thôi, còn bao nhiêu là giống chung hết ha. Đó, sản phẩm ID, ID lấy được ID đây rồi, số lượng giá sản phẩm, rổ giá, hình ảnh rồi, ok. Sau khi xong rồi, các bạn sẽ quay lại header, row ha, đây, if row nè, header, mình sẽ quay lại cái trang là location, giỏ hàng ha các bạn, location. Index.php quản lý bằng giỏ hàng. Rồi, để mình xem lại có phải quản lý bằng giỏ hàng hay không ha. Rồi, ok. Bây giờ mình thử nè. Thêm giỏ hàng. Rồi, inspected dòng 15, bị lỗi dòng 15 đây. À đây, giá sản phẩm first. Đây, nó bị lỗi cái chỗ này. Các bạn xem lại cho mình ha. ID, số lượng, giá, row. Giá rồi, ok. Dưới đây chắc chắn nó cũng phải bị lỗi luôn nè. Sản phẩm một cái thôi. Ờ, đây. Rồi. Ở đây chắc chắn nó bị lỗi nè. Rồi, ok ha. Refresh. Mình thêm lại, thêm nhỏ hàng. Ok. Không xác định được cái biến MySQL E dòng 3. Có nghĩa là chưa xác định được cái file config này. Thêm nhỏ hàng. Qua main. Ra pages. Vào main CB. Vào config. Bây giờ khoan hãy quay lại header ha. Các bạn sẽ print error ra cho mình cái section code này để mình kiểm tra xem rằng cái section code này nó đã lưu thành công hay chưa. Rồi, thêm nhỏ hàng. Fit a tray index code dòng 33. À, chưa, nó thêm chưa được dữ liệu. Có nghĩa là cái file config này chưa lấy được các bạn, chưa lấy được. Lỗi chỗ này các bạn, MySQL E U query ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại ha. Thêm ok nè. Up lần 1 nè, số lượng hiện tại là 1 nè. Bây giờ mình sẽ cộng lại ha, thêm dấu hàng là số lượng hiện tại cũng là 1 luôn ha, số lượng hiện tại cũng là 1 luôn. Nó lẽ nó phải cộng thêm 1 mới đúng chứ. Rồi cộng thêm 1. Cộng thêm số lượng các item. Cho số lượng cộng 1. Rồi, hiện tại là mình như vậy đi ha. Vậy đi. Nếu bằng truth. Đúng. À, bằng for. Bằng for nếu ID, các item ID khác. À, cái này là khác các bạn ha, khác. Khác thì mình sẽ cho là cả tâm là số lượng. Rồi. Khác ID có nghĩa là cho số lượng, còn đây bằng truth nè. Này là cộng cho 1 nè, số lượng cộng 1 ha. Các bạn đổi vị trí nó thôi. Đổi vị trí thôi ha. Rồi, refresh lại. Thêm
ID. Tạm thời là vậy đi. Tí mình chỉnh lại sau ha. New thumbprint. Rồi, header. Mình quay lại trang nhỏ hàng ha, mình thử thêm nhỏ hàng. Ok, quay lại trang nhỏ hàng. Cái trang nhỏ hàng. Sản phẩm mới. Thêm nhỏ hàng thì mình sẽ ra lại hai trang ha, ra pay ra main, sau đó mới trang tới index, ra pay ra main cho nó mới tới index ha. Rồi mình thử lại nè, thêm nhỏ hàng ok ha. Thì từ từ cái trang thêm nhỏ hàng mình phải ra main, ra pay sau mới tới index ha. Rồi giỏ hàng thì cái giỏ hàng này, trang giỏ hàng này bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần main ha, main index chứ ha, index các bạn sẽ cho mình à không, thêm giỏ hàng ở đây thôi, các bạn sẽ quay lại cái trang giỏ hàng cho mình ở đây, các bạn sẽ cho mình là session start ha, cái trang nào lưu session thì mình mới gì session start cái trang đó ha. Rồi bây giờ là nếu gì ở đây mình sẽ cho cái php nào, nếu tồn tại gì các bạn, set section cards thì mình sẽ print error ra ha, print error ra session card này ok ha. Fresh. À, mình quay lại mình thêm để cho nó lưu cái session đó các bạn. Đây. Số lượng bằng 1. Thêm lại giỏ hàng. Số lượng vẫn lại là bằng 1. Mình tìm cách mình sửa cái này coi. Cộng cho 1. Nếu bằng ID. Cái item. ID đây. Sẽ suy ra ID sản phẩm bằng ID. Ở đây các bạn sẽ cho mình không phải là cả item ha. Bằng gì? Bằng số lượng. Số lượng ha, các bạn số lượng cộng 1. Số lượng cộng 1 ha. Rồi, bây giờ mình thử lại. Thêm nhỏ hàng. Đây mình sẽ cho cái bằng choose. Nếu mà số lượng thì sẽ bằng số lượng các bạn, suy ra số lượng là bằng 1 các bạn ha. Có nghĩa là trùng ID, có nghĩa là sản phẩm có trong giỏ hàng thì mình sẽ không tăng số lượng lên ha, mình vẫn giữ nguyên số lượng ha, vẫn giữ nguyên số lượng. Còn sản phẩm mà không có gì, không có trong giỏ hàng thì mình sẽ gì bạn? Mình sẽ vẫn giữ là số lượng bằng bằng số lượng bằng 1 luôn ha, bằng số lượng bằng 1 luôn. Không thôi mình sẽ tăng số lượng bằng 1 luôn ha. Thì mình không cần phải cạc số lượng này, mình điền là số lượng vô đây luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình thử một cái sản phẩm khác ha. Bằng 11, bằng 9. Đây nó chưa có kiểm tra được là dữ liệu nó. Mình thiếu các bạn, mình thiếu. Ở đây các bạn sẽ cho mình là ngoài cái for ha, ngoài cái for này. Các bạn sẽ cho mình là nếu power bằng choose power bằng for. Nếu dữ liệu là lỗi nè, power bằng for thì mình sẽ sử
dụng section card. Section card bằng có nghĩa là gì? Sao bằng for có nghĩa là dữ liệu. For ở đây dưới đây nè các bạn, có nghĩa là dữ liệu nó không tìm ra ha, không tìm thấy, thì mình sẽ bằng là atramer. Atramer có nghĩa là liên kết gì? Liên kết mảng các bạn ha. Thì mình sẽ liên kết mảng product với mảng new product ha. Đó. Thì có nghĩa là nếu mà sản phẩm nó không có trùng ha, không có trùng trong cái cơ sở liệu á, thì mình sẽ liên kết mảng này với mảng này lại với nhau ha, mảng này với mảng này. Tại vì sao? Tại vì mới đầu á không tồn tại session code thì nó đã tạo ra cho mình một cái mảng rồi ha, cũng cái sản phẩm đó luôn rồi. Thì nếu như mình lại click vào cái nút thêm card nữa ha, thêm card nữa, thì nó lại chạy thêm một cái sản phẩm nữa ha. Nó không cần biết là sản phẩm nó trùng hay không. Thì nếu mà không trùng, thì nếu là nè, if found bằng for là không trùng, thì nó lại thêm cái sản phẩm đó vào trong giỏ hàng ha, mà cái sản phẩm mình có là có trong giỏ hàng rồi ha, nó sẽ tạo ra hai cái sản phẩm ha, thì nó không có được tốt cho lắm. Rồi L, còn không thôi gì các bạn, còn không thôi là cái session code này nó sẽ bằng gì? Bằng product ha, bằng product. Rồi bây giờ mình thử nè, đây sản phẩm này có rồi ha, thì mình thêm lần nữa thì nó vẫn có luôn, có nghĩa là nó lấy cái new product này cộng với cái thằng gì, cộng với thằng product này ha. Đó. Thì nếu đối với cái trường hợp mà chưa tồn tại session thôi thì mình mới dùng là if found bằng for này thôi ha. Nếu mà tồn tại session rồi thì nó chỉ chạy vào lọc for này thôi ha. Đó, nó không có chạy được tới đây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái sản phẩm mới đi, thêm start card. Bạn cho mình thiếu dấu bằng nè ha, if phải hai dấu bằng. Rồi. À, cái này là bây giờ mình sẽ destroy ha, tại vì cái section cũ mình bị lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ destroy section, đây bằng câu lệnh là section destroy các bạn ha, để phá đi cái gì, cái section cũ đi. Rồi thêm nhỏ hàng, ok. Rồi đóng cái này lại. Rồi bây giờ mình sẽ thêm lại nhỏ hàng ha, thêm nhỏ hàng một sản phẩm. Cũng là một sản phẩm ha. Bây giờ kính cường lực. Đó, nó có hai sản phẩm đó các bạn. Thì ở đây mình sẽ ra kiểu bring error echo vì ha. Đây mình nhìn cho rõ nè. Đó, mình rõ hơn cái mảng của mình ha. Đó. Thì cái mảng của mình nhìn như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. À, nếu mà trùng á thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cho mình cái số lượng này cộng cho 1 đi ha, nếu mà trùng. Rồi fresh, đó đây số lượng là tăng lên 2 này các bạn ha. Rồi sẽ thêm phụ kiện trang trí vào thử, thêm nhỏ hàng, ok, 3 sản phẩm ha. Nếu mà cái session bị lỗi các bạn sử dụng cho mình là session destroy để phá hủy cái session cũ đi, để bắt đầu mình thêm session mới vào ha. Ở đây là mình sẽ là nếu dữ liệu trùng. Rồi. Còn đây là nếu dữ liệu không trùng nè. Không trùng. Ha. Rồi. Liên kết dữ liệu nè. Kết new dữ liệu. New product. Với product ha. Đó. Bằng new product. Rồi. Đó. Thì ở đây mình giải thích cho các bạn lại lần nữa nè. Thì nếu gì? Nếu mà dữ liệu nó không tồn, session code này không tồn tại á, thì nó tạo ra cho mình một cái mảng gọi là cái mảng new product. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ mình trường hợp đó
nó bây giờ mình tính cái trường hợp mà trùng đi thì nó sẽ tăng lên một ha, số lượng tăng lên một thì cái điều đó là mình không có chối cãi gì nữa. Thì nếu mà cái dữ liệu nó không trùng nữa các bạn, không trùng có nghĩa là for đây nào, có nghĩa là dữ liệu nó không trùng nữa, thì mặc định đó, nó sẽ tạo ra cho mình thêm một cái dữ liệu mới nữa. À xin lỗi bạn ha, xin lỗi cái này nè, nếu cái dòng này thì mình không nói làm gì ha. Nếu dữ liệu không trùng thì thêm sản phẩm mới vào ha, sản phẩm mới vào cái new product này. Còn nếu mà trùng có nghĩa là for trên này nè các bạn, for trên này nè thì gì, thì nó tăng số lượng lên một và nó sẽ tạo ra cho mình thêm một cái gì, một cái mảng product nữa ha, thì nó sẽ không hay ha, nó sẽ không hay đó. Thì mình bằng cách là nếu mà dữ liệu trùng thì nó sẽ gì, nó sẽ attract more, có nghĩa là nó join hai cái dữ liệu này với nhau ha, nó liên kết hai dữ liệu này của new product với thằng product này với nhau đó. Còn những cái dữ liệu mà khác á, thì nó sẽ gì, thì nó sẽ tăng lên một nè, số lượng khác nè thì nó sẽ tăng lên một ha. Thế đây là số lượng bằng số lượng ha. Thì khi cái sử dụng cái câu lệnh attrimer có nghĩa là nó sẽ lấy cái dữ liệu này ha, nó sẽ lấy dữ liệu product này đó, nó sẽ số lượng nó sẽ tăng lên một đó. Thì các bạn có thể là lên mạng search về attrimer ha, có nghĩa là more, có nghĩa là liên kết dữ liệu ha, more. Giống như columnar vậy các bạn, ở trong Windows, ở trong cái Microsoft Office cũng vậy ha, là liên kết cột lại với nhau ha, liên kết bốn cột thành một cột ví dụ vậy, liên kết hai cột thành một cột ví dụ vậy ha, attrimer là liên kết mảng. Rồi. Nếu mà có sự thay đổi trong mảng á, thì nó sẽ lấy cái sự thay đổi đó ha, ví dụ như tất cả những cái trường này là không có sự thay đổi nè ha, chỉ có cái số lượng là tăng lên một có sự thay đổi thì nó sẽ lấy cái số lượng cộng một ha. Đó. Rồi, thì clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là hiển thị rõ hàng ha.